Trong video này, kênh YouTube Kho Tư Liệu Xây Dựng xin kính gửi đến quý vị và các bạn cách chà nháp bằng máy. Đầu tiên chúng ta xin gửi đến quý vị và các bạn cái máy xả nháp bột matic sau khi tường đã bả xong. Đây là hình ảnh của cái máy. Nó có một đầu dây để xả cái bụi mà sau khi xả bột ra một vị trí. Tờ giấy nhám thì được làm các lỗ để gắn vào máy. Và đây là hình ảnh thi công tường sau khi xả nhám bằng máy thì rất là phẳng. Đây là cái máy xả nhám. Các anh cũng cầm máy và làm rất là nhanh, đỡ tốn công. Các vị trí nách, cột hay là chỉ phồ thì cũng phải xả bằng tay thôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Nhớ đăng ký, subscribe và theo dõi để được cập nhật các video mới của mình.